Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung phần tin. Vừa qua, đoàn công tác của Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội do đồng chí Đại tá Hứa Việt Hưng, Ủy viên Ban thường vụ quận ủy, trưởng Công an quận Long Biên làm trường đoàn, đã trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Trung úy Thảo A Pó, cán bộ đội tham mưu Công an huyện Tuần Giáo. Sự buổi trao tặng nhà tình nghĩa về phía huyện Tuần Giáo có đồng chí Thượng tá Bùi Quốc Huy, ủy viên Ban Thường vụ, huyện ủy, trưởng công an huyện cùng ban lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an huyện Tuần Giáo. Sau gần 2 tháng thi công xây dựng, căn nhà đồng chí Thảo A Pó đã hoàn thành với số tiền hỗ trợ 150 triệu đồng do cán bộ chiến sĩ công an quận Long Biên đóng góp ủng hộ. Quá trình công tác tại đơn vị, đồng chí Trung úy Thảo A Pó, cán bộ công an huyện Tuần Giáo, luôn vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được biết, hoàn cảnh gia đình đồng chí Bó rất khó khăn vất vả. Một mình nuôi bố mẹ già, thường xuyên ốm đau bệnh tật, ba đứa con nhỏ, vợ không có việc làm. Nhân dịp này, đoàn công tác tặng gia đình đồng chí Thảo A Pó một số đồ dùng, vật dụng sinh hoạt trong gia đình, gồm một bộ bàn ghế, một chiếc TV Samsung, một nồi cơm điện và một vích nước. Việc xây dựng nhà tình nghĩa đối với cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của những người lính, nhằm chia sẻ, giúp đỡ với những đồng chí đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống, Hoạt động này lại càng trở nên ý nghĩa hơn khi ngôi nhà hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Thực hiện kế hoạch liên ngành số 101 ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuần Giáo và Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện về tổ chức hội thi dân vũ thể thao huyện Tuần Giáo lần thứ nhất năm 2024 hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của huyện, tỉnh và đất nước. Đặc biệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuần Giáo, 18 tháng 10 năm 1954, 18 tháng 10 năm 2024. Triển khai chương trình dân vũ thể dục thể thao quần chúng trong hội viên phụ nữ theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Để tăng cường công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ lựa chọn một hình thức thể dục thể thao phù hợp để rèn luyện nâng cao sức khỏe qua đó thu hút ngày càng đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia hoạt động của tổ chức hội và tập luyện các môn thể dục thể thao quần chúng tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho hội viên phụ nữ các câu lạc bộ đội văn nghệ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện tuần giáo góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ xây dựng hình ảnh người phụ nữ việt nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân gia đình xã hội và đất nước lan tỏa hình ảnh về hoạt động hội và đóng góp của hội viên phụ nữ vào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, biểu dương các điển hình trong phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương, góp phần cổ vũ các phong trào thi đua trên địa bàn huyện tuần giáo. Trong hai ngày từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 4 năm 2024, Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tuần giáo phối hợp với Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện tổ chức Hội thi dân vũ thể thao huyện tuần giáo lần thứ nhất năm 2024. Chương trình khai mạc hội thi bắt đầu hồi 7 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2024 tại Trung tâm Học tập Cộng đồng huyện Tuần Giáo. Chương trình đêm công diễn bế mạc hội thi sẽ diễn ra vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa huyện Tuần Giáo. Bố đội thi dự thi thể hiện hai tiết mục nhảy dân vũ, bao gồm một tiết mục bắt buộc và một tiết mục tự chọn trên nền nhạc là các ca khúc Việt Nam có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Để góp phần thành công cho hội thi Ban tổ chức hội thi dân vũ thể thao huyện Tuần Giáo lần thứ nhất năm 2024 thông báo và trân trọng kính mời bà con nhân dân đến xem tham gia cổ vũ cho cán bộ hội viên phụ nữ, các câu lạc bộ, nhóm phụ nữ dân vũ, đội văn nghệ thể dục thể thao được thành lập ở các địa phương trong huyện. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 821 ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt đề án tổ chức diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ. Lễ diễu binh diễu hành được tổ chức vào sáng ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024, sau lễ meeting tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Tham gia lễ diễu binh diễu hành có 4 lực lượng: lực lượng pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lực lượng diễu binh diễu hành, lực lượng đứng trên sân hơn 12.000 người. Theo kế hoạch, các khối diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ hành quân qua địa bàn huyện cụ thể như sau. Chiều đi đợt 1, đoàn diễu binh diễu hành đầu tiên đi qua vào ngày 20 tháng 4 năm 2024, gồm khối 1, quân số 323 đồng chí, phương tiện 47 xe các loại. Khối 2, quân số 175 đồng chí, phương tiện 23 xe các loại. Đợt 2 ngày 24 tháng 4 năm 2024, khối 1 quân số 828 đồng chí, phương tiện 64 xe các loại. Thời gian đón từ 15 giờ 50 phút đến 16 giờ 20 phút. Hối 2, quân số 1042 đồng chí, phương tiện 72 xe các loại. Thời gian đón từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 50 phút. Khối 3, quân số 1085 đồng chí, phương tiện 85 xe các loại. Thời gian đón từ 16 giờ 55 phút đến 17 giờ 20 phút. Chiều về dự kiến đợt 1 vào ngày 8 tháng 5 năm 2024, đợt 2 vào ngày 9 tháng 5 năm 2024. Để làm tốt công tác chuẩn bị đón tiếp và đảm bảo an toàn cho các khối diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ hành quân qua địa bàn huyện Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo tổ chức một trạm dừng nghỉ hướng Tây Đèo Pha Đin. Trạm dừng nghỉ được bố trí thành 3 phân trạm gồm phân trạm 1, khu vực trạm cảnh sát giao thông Tuần Giáo, tối đa 250 người, 15 phương tiện, Phân trạm 2, khu vực nhà hàng Long Cường, tối đa 350 người, 25 phương tiện. Phân trạm 3, khu vực nhà hàng Mạnh Tươi, Hồng Kỳ 3, Mai Quây. để thể hiện tinh thần mến khách của nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Tuần Giáo anh hùng, Ủy ban dân huyện đề nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn toàn huyện bố trí thời gian tham gia tiếp đón đoàn các khối diễu binh, duyệt binh, tạo không khí vui tươi phấn khởi. Thưa quý vị, để triển khai công tác theo dõi đôn đốc kiểm tra việc chấp hành pháp luật, tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Ủy ban dân huyện Tuần Giáo đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, đề nghị các cơ quan đơn vị thuộc huyện, Ủy ban dân các xã, thị trấn, căn cứ chức năng nhiệm vụ và các nội dung của kế hoạch này chủ động tổ chức triển khai thực hiện định kỳ hoặc đột xuất có trách nhiệm giả soát tổng hợp và báo cáo kết quả công tác theo dõi đôn đốc kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính về ủy ban dân huyện qua tri cục thi hành án dân sự huyện để tổng hợp chung cùng với đó giao tri cục thi hành án dân sự huyện hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này định kỳ hoặc đột xuất trên cơ sở báo cáo của các cơ quan đơn vị địa phương và lĩnh vực theo dõi của ngành, có trách nhiệm ra soát tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy ban dân huyện theo quy định. Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Tuần Giáo vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Qua báo cáo năm 2023, trên địa bàn huyện ghi nhận 213 vụ, 230 đối tượng phạm tội về ma túy trong thời gian tới tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp hoạt động của các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội nhất là tội phạm ma túy với các phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi xảo quyệt để chủ động phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện ubnd huyện khái quát nhận diện chung một số nhóm thủ đoạn hành vi và các đối tượng sử dụng là về đặc điểm nhân thân người phạm tội đối tượng trong các vụ án đa phần là người dân tộc thiểu số trình độ văn hóa thấp đời sống khó khăn phụ nữ nuôi con nhỏ người chưa thành niên đây là những thành phần yếu thế trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế không lường trước được hậu quả do tội phạm ma túy gây ra dễ bị các đối tượng lôi kéo lợi dụng bằng hình thức vận chuyển liên lạc trao đổi mua bán ma túy hứa hẹn trả công về phương thức thực hiện hành vi nhiều vụ án các đối tượng khai nhận khi đang ở nhà thì bị các đối tượng lạ mặt gọi điện nhắn tin liên lạc bằng mạng xã hội như Zalo, Facebook và sử dụng số thuê bao không chính chủ để làm quen, sau đó rủ dê, dùng lời hứa hẹn trả tiền công cao hơn so với mức sống thu nhập bình quân của đối tượng. Thuê vận chuyển quãng đường ngắn, công việc đơn giản nên đã tạo được niềm tin, lôi kéo được các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Huyện cũng đã đề ra các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Phần đấu 100% viên chức người lao động, học sinh các trường học trên địa bàn được tuyên truyền giáo dục về tác hại của tệ nạn ma túy và được trang bị kiến thức kỹ năng phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với tệ nạn ma túy. 100% trường học trên địa bàn đạt tiêu chí trường học không có ma túy. Đẩy nhanh tiến độ truy tố xét xử các vụ án về ma túy và lựa chọn các vụ án điển hình, ra xét xử lưu động tại các khu dân cư, địa bàn phức tạp để tuyên truyền giáo dục phòng ngừa tội phạm tệ nạn xã hội. Thực hiện kế hoạch số 1280 ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban dân tỉnh về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2024. Ủy ban dân huyện Tuần Giáo ban hành kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới năm 2024 với mục đích tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể trong thực hiện công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn để mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ủy ban dân huyện cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị đoàn thể huyện, Ủy ban dân các xã, thị trấn, căn cứ kế hoạch số 105 của Ủy ban dân huyện về việc thực hiện chiến lược quốc gia vì bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025, kế hoạch số 80 ngày 13 tháng 4 năm 2021 – của Ủy ban dân huyện về triển khai chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tuần Giáo và các hoạt động trọng tâm của kế hoạch này để xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan đơn vị, đoàn thể huyện và Ủy ban dân các xã, thị trấn. Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt mẫu biểu trưng logo sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Mẫu logo được thiết kế từ con số 70 cách điệu với ngôn ngữ đảo chiều từ hai nét thể hiện ý tưởng về quá trình gian khổ, vượt qua mọi khó khăn và lòng quyết tâm của quân dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong nét con số 70 được đổ màu theo đa hướng để tạo cảm giác thị giác lung linh huyền ảo, thể hiện tinh thần hân hoan, mừng vui, chiến thắng của cả dân tộc. Nên con số 0 là hình tượng chiến thắng của chiến sĩ Điện Biên. Toàn bộ nội dung có chữ màu xanh dương thể hiện cho hòa bình và ý tưởng ngợi ca chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và đặc trưng cho núi rừng Tây Bắc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các tổ chức cá nhân sử dụng mẫu biểu trưng logo này theo đúng thông số thiết kế để đảm bảo tính chuẩn xác và thống nhất. Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức biên soạn và xuất bản bộ sách Võ Nguyên Giáp, vị tướng của nhân dân bằng tiếng Việt và năm thứ tiếng: Việt, Anh, Việt Pháp, Việt Tây Ban Nha, Việt Trung, Việt Ả Rập. Cuốn sách lưu giữ những hình ảnh đẹp về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, vị Tổng Tư lệnh yêu quý của các tướng lĩnh và chiến sĩ quân đội ta. Cùng với đó, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phối hợp với tỉnh ủy Điện Biên, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức biên soạn xuất bản cuốn sách Điện Biên phủ: Lịch sử và Ký ức. Cuốn sách tuyển chọn các bài viết, bài phân tích về chiến dịch Điện Biên phủ của các nhà lãnh đạo, tướng lĩnh có mặt trực tiếp chỉ huy tham gia chiến dịch năm ấy, các nhà khoa học, nhà bình luận, nhà văn nhà báo ở trong và ngoài nước đã được đăng tải trên các tạp chí, xưa và nay, lịch sử quân sự, lý luận chính trị để góp thêm nguồn tư liệu bổ ích với các nhà nghiên cứu lịch sử và tất cả bạn đọc quan tâm đến lịch sử dân tộc, quan tâm đến một trong những chiến thắng vẻ vang của dân tộc ta trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống xâm lược Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Tình ủy Điện Biên tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách Anh hùng, Chiến sĩ Điện Biên Phủ. Cuốn sách như một nén tâm nhang, tri ân tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, thanh niên sung phong, dân công hỏa tuyến của 53 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và trên các chiến trường trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Bên cạnh loạt sách được giới thiệu ra mắt, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật còn xuất bản và phát hành rộng rãi nhiều đầu sách về vùng đất văn hóa một số danh nhân nhân vật lịch sử tiêu biểu của tỉnh điện biên đặc biệt song song với xuất bản sách giấy nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác truyền thông lan tỏa sâu rộng giá trị ý nghĩa của các ấn phẩm nhà xuất bản đồng thời xuất bản phiên bản điện tử phục vụ độc giả trong và ngoài nước trên trang sách quốc gia vn của nhà xuất bản Thực hiện công văn số 452 ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ điểm nghẽn triển khai đề án 06 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban dân tỉnh Điện Biên, các văn bản có liên quan đến đề án 06 Ủy ban dân huyện Tuần Giáo đã ban hành 62 văn bản thường xuyên chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo đề án 06 huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của đề án 06, xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị với phương châm rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, thành lập và duy trì nhóm gia lô của ban chỉ đạo đề án 06 huyện, tổ công tác đề án 06 cấp xã để trao đổi công việc, cập nhật kịp thời kết quả thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày, thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan đơn vị, tổ công tác đề án 06 cấp xã, duy trì họp ban chỉ đạo đề án 06 huyện định kỳ hàng tháng nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, Ủy ban dân huyện chỉ đạo các phòng ban, cơ quan chuyên môn tiến hành ra soát các văn bản pháp luật có liên quan đến triển khai đề án 06, kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền, ban hành mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp. Đến nay chưa có kiến nghị sửa đổi văn bản nào theo thẩm quyền của địa phương. Kết quả việc tổ chức thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, đăng ký thường trú, tiếp nhận giải quyết 6.629 trên 6.629 hồ sơ đạt 100%. Đăng ký tạm trú, tiếp nhận giải quyết 374 trên 374 hồ sơ, đạt 100%. Khai báo tạm vắng, tiếp nhận giải quyết 35 trên 35 hồ sơ, đạt 100%. Thông báo lưu trú, tiếp nhận giải quyết 3.027 trên 3.027 trường hợp, đạt 100%. Cấp mới, cấp đổi thẻ, cấp lại thẻ căn cước công dân, tiếp nhận giải quyết 6.638 trên 6.638 trường hợp đạt 100%. Xác nhận số chứng minh nhân dân 9 số khi được cấp căn cước công dân 9 trên 9 hồ sơ đạt 100%. Đăng ký cấp biển số mô tô xe gắn máy tiếp nhận giải quyết 4.218 trên 4.218 hồ sơ đạt 100% cùng với đó đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho công dân, khai thác trực tiếp dữ liệu sẵn có của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Không yêu cầu công dân kê khai lại các thông tin đã có sẵn trong hệ thống, trừ trường hợp thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đầy đủ chính xác thì hướng dẫn công dân liên hệ với cơ quan công an cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để cập nhật điều chỉnh, bổ sung thông tin vào hệ thống. Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa, ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người tiêu dùng, du khách đến tham quan, tham gia các sự kiện trên địa bàn huyện trong năm 2024. Vừa qua ngày 12 tháng 4, Ban chỉ đạo 389 huyện Tuần Giáo đã ban hành kế hoạch số 108 về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024. Theo kế hoạch, thời gian kiểm tra sẽ được chia làm hai đợt, đợt 1 từ ngày 16 tháng 4 đến hết ngày 18 tháng 5 năm 2024, đợt 2 từ ngày 9 tháng 9 đến hết ngày 16 tháng 9 năm 2024. Thời gian tăng cường kiểm tra thực hiện kế hoạch này đến hết năm 2024 đối tượng địa bàn kiểm tra gồm các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh đại lý đầu mối phân phối hàng hóa các tuyến vận tải lưu thông trọng điểm kho bãi nơi tập kết trung chuyển phân luồng hàng hóa siêu thị trung tâm thương mại các chợ đầu mối các sàn giao dịch thương mại điện tử mua bán online mạng xã hội facebook zalo các hoạt động có biểu hiện hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền những bài học kinh nghiệm của các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời tạo điều kiện cho người dân tham gia tố giác, không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung bài Tuần Giáo đột phá đưa du lịch trở thành ngành kinh tế. Những năm qua, các vị chính quyền huyện Tuần Giáo đã đề ra nhiều giải pháp nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh về du lịch, quan tâm quy hoạch, đầu tư hạ tầng, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc. Đặc biệt, tới đây nghị quyết về phát triển du lịch huyện Tuần Giáo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được xem là bước đột phá đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, mở ra cơ hội để người dân phát triển kinh tế. Huyện Tuần Giáo có nhiều khu du lịch sinh thái đẹp là điểm đến quen thuộc thu hút khách trong và ngoài huyện. Không ít điểm vui chơi với những ý tưởng độc đáo, không gian mới lạ, rực rỡ sắc màu như khu sinh thái tinh phong, thác mường thín, suối kháng nóng bản sáng giã quải cang, pha đin phát, pu pha đin, khu căn cứ cách mạng Phú Nhung, danh lam thắng cảnh hang động mùn trung, danh lam thắng cảnh hang động bản khá, các lễ hội văn hóa dân gian, các nghề thủ công truyền thống. Xác định đưa du lịch trở thành ngành kinh tế, thời gian tới, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Tuần Giáo đã ban hành nghị quyết phát triển du lịch huyện Tuần Giáo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, huyện Tuần Giáo đón trên 50.000 lượt khách trên năm. Số ngày lưu trú bình quân từ một ngày trở lên, trên 90% số nhà hàng, nhà nghỉ khách sạn có nhân viên được tập huấn nghiệp vụ du lịch. Để đạt được mục tiêu đó, huyện Tuần Giáo ưu tiên bố trí nguồn lực để lập quy hoạch xây dựng các khu du lịch trọng điểm phù hợp với quy hoạch chung của huyện thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, làm cơ sở đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư phát triển du lịch. Đồng thời tập trung lập quy hoạch, bảo quản, tu bổ phục hồi năm di tích đã được xếp hạng trên di tích cấp tỉnh gồm khu căn cứ cách mạng phú nhung danh làm thắng cảnh hang động mùn trung danh làm thắng cảnh hang động bản khá chủ động phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thường xuyên ra soát lập mới đề nghị công nhận các di tích quốc gia di tích cấp tỉnh và các di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục quốc gia Tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật viễn thông, điện, công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong ngành du lịch, hướng tới hình thành và phát triển hệ thống du lịch thông minh. Cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền đổi mới cách làm du lịch trên cơ sở bản sắc văn hóa truyền thống các ủy chính quyền huyện Tuần Giáo đã và đang tạo điều kiện khuyến khích người dân mạnh dạn tập trung bảo tồn nét văn hóa truyền thống các dân tộc, xây dựng bản văn hóa phát triển du lịch như bản có xã quầy Tờ, bản lồng Hua Sa A, xã Tỏa Tình, bản sáng xã quầy Cang. Đơn cử như hiện nay, huyện Tuần Giáo đã tổ chức nghiên cứu xây dựng quy hoạch khu du lịch nước nóng bản sáng xã quầy Cang với diện tích 5,5 hectare, gồm các hạng mục kinh doanh, bể tắm khoáng, ăn uống, vui chơi giải trí, nhà nghỉ, du lịch cộng đồng. Mô hình bản văn hóa du lịch cộng đồng tại bản Lồng xã Tòa Tình sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút nhiều du khách. Ngoài ra, huyện cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giúp tiến quảng bá du lịch, xây dựng chuyên trang điện tử giới thiệu quảng bá các sản phẩm, điểm du lịch tiêu biểu, khuyến khích các hộ gia đình làm nông nghiệp phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp nông thôn, có cơ chế chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hình thành các điểm du lịch. Nằm trên đỉnh đèo Pha Din hùng vĩ, con đèo nối giữa hai tỉnh Sơn La, Điện Biên. Khu du lịch sinh thái Pha Din đã trở thành điểm lý tưởng để du khách thưởng ngoạn tung lũng hoa tràn ngập sắc màu, không gian nghỉ ngơi vui chơi chụp ảnh. Khu du lịch sinh thái Pha Din vào ngày lễ thứ bảy và chủ nhật đón từ 200 đến 250 khách trên ngày để thu hút du khách khu du lịch đã và đang đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, đầu tư nhiều cho không gian, cơ sở vật chất, tròi, tiểu cảnh, trang hoàng các địa điểm để du khách đến chụp ảnh và tận hưởng những khoảnh khắc hòa mình cùng cây cỏ, hoa lá. Cùng với đó, huyện phát huy tối đa 20 cơ sở lưu trú du lịch với trên 250 buồng phòng, 20 nhà hàng quy mô phục vụ 15 bàn trở lên, đồng thời thường xuyên tuyên truyền tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho người quản lý và nhân viên tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng. Hy vọng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cách làm mới sáng tạo, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp hợp tác xã, cá nhân kinh doanh du lịch sẽ là tiền đề vững chắc để huyện cửa ngõ tuần giáo tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, trở thành điểm đến du lịch an toàn và hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Tiếp theo chương trình là nội dung bài viết Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, một dấu mốc bằng vàng trói lọi. Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, tiến hành trận quyết chiến chiến thắng Điện Biên Phủ. Giành thắng lợi quyết định đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, một dấu mốc bằng vàng trói lọi trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta. Điện Biên Phủ là một thung lũng lòng trào rộng lớn ở vùng rừng núi Tây Bắc, có vị trí chiến lược quan trọng với chiến trường Đông Dương và cả Đông Nam Á. Thấy rõ vị trí quan trọng này, năm 1953, thực dân Pháp cho quân nhảy dù và không ngừng tăng thêm binh lực vũ khí, trang thiết bị, khí tải quân sự, xây thêm nhiều công sự, đồn lũy, biến Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất Đông Dương, một pháo đài bất khả xâm phạm. Đánh giá đúng tình hình và âm mưu thủ đoạn của địch, tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị đã sáng xuất quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp được chỉ định làm chỉ huy trưởng. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn đảng, toàn quân, toàn dân phải hoàn thành cho kỳ được. Ngược lại với số quân đông, hỏa lực mạnh, công sự vững chắc của địch, các chiến sĩ đồng bào ta phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy, gian khổ, khó khăn, thách thức. Chúng ta ở vị thế là một nước nhỏ phải chống lại sự xâm lược của những nước lớn, hùng mạnh hơn chúng ta phải chuyển hướng chiến lược từ tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu sang tập trung lực lượng chủ lực thiện chiến để tiến công tiêu diệt những lực lượng tinh nguyện nhất của địch địa hình rừng núi hiểm trở có nhiều đèo cao vực sâu lực lượng chủ lực của ta hạn chế về vũ khí trang thiết bị việc đảm bảo hậu cần y tế kỹ thuật cho chiến dịch lớn dài ngày gặp vô vàn khó khăn gian khổ Tuy nhiên với tinh thần tất cả vì mặt trận, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy cao độ với ý chí quật cường. Đảng ta đã lãnh đạo quân và dân cả nước đoàn kết đồng lòng, dồn sức người sức của để Điện Biên Phủ trở thành chiến thắng quyết định, đập tan giã tâm xâm lược của các thế lực Đế quốc thực dân góp phần quan trọng giành lợi thế lớn trên bàn đàm phán hiệp định Geneva, mở ra trang mới vẻ vang cho cách mạng, cho dân tộc Việt Nam năm 1954. Đó là chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam của lương tri và phẩm giá con người, được thể hiện bằng sự lãnh đạo chỉ đạo chiến lược đúng đắn, sáng tạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tài thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các tướng lĩnh, cán bộ chiến sĩ trên chiến trường. Đó là chiến thắng của chính nghĩa, của dân tộc Việt Nam anh hùng, của sự đoàn kết quân với dân một ý chí, của tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, quyết chiến và khát khao chiến thắng của toàn quân toàn dân ta vì không có gì quý hơn độc lập tự do. Đó là chiến thắng của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, trong đó có sự ủng hộ giúp đỡ, hỗ trợ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới, nhất là các nước trên bán đảo Đông Dương. Chúng ta không bao giờ quên những tấm gương anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm dạng danh truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta như anh hùng Tô Vĩnh Diện, anh hùng Bế Văn Đàn, anh hùng Phan Đình Giót. Cùng hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ đồng bào đã kiên cường dũng cảm, không sợ hy sinh gian khổ với tinh thần, thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước. Không chịu làm nô lệ, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Đã 70 năm trôi qua, nhưng ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ vẫn luôn là động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực hơn nữa hành động quyết liệt hơn nữa, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam ta ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no. Phần thời lượng còn lại của chương trình là nội dung bài viết Tuổi trẻ tuần giáo hướng về 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ nhằm thiết thực triển khai các công trình phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 và các ngày lễ trọng đại khác trong năm. Ban thường vụ huyện đoàn tuần giáo đã ban hành kế hoạch số 238, phát động phong trào thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các mặt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi trong toàn huyện, phát huy tinh thần sung kích tình nguyện sáng tạo, ra sức thi đua, tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng huyện tuần giáo cao điểm thực hiện từ ngày 15 tháng 7 năm 2023 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024 với chủ đề thi đua, tự lực tự cường, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết sáng tạo, thi đua xây dựng huyện tuần giáo phát triển toàn diện và bền vững. Theo đó, huyện đoàn tuần giáo đã ban hành văn bản chỉ đạo các đoàn cơ sở, đăng ký các công trình phần việc thanh niên, thi đua chào mừng các sự kiện chính trị lớn trong suốt thời gian phát động phong trào thi đua. Qua công tác triển khai, 100% các tri đoàn cơ sở đã đăng ký thực hiện công trình phần việc thanh niên như tổ chức gia quân hỗ trợ người dân đào hố trồng mắc ca, gia quân dọn dẹp vệ sinh khu vực trung tâm huyện, trung tâm các xã, tu sửa chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ và các điểm di tích lịch sử, xây dựng con đường hoa thanh niên, tổ chức các hoạt động hỗ trợ gia đình chính sách, người có công với cách mạng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, giá trị lịch sử vĩ đại, truyền thống vẻ vang của 70 năm chiến thắng điện biên phủ, khơi dậy truyền thống đoàn kết, lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên. Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng điện biên phủ do Ban thường vụ huyện đoàn tuần giáo phát động. Những ngày qua, 332 trên 332 tri đoàn cơ sở trên địa bàn huyện tuần giáo đã và đang triển khai các công trình phần việc phong trào thi đua thiết thực tại cơ sở. Cụ thể, ngày 3 tháng 3 năm 2024, huyện đoàn tuần giáo tổ chức lễ gia quân tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề Tuổi trẻ tuần giáo xung kích tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân đào hố trồng cây mắc ca, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thu hút hơn 400 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ. Các gia đình chính sách tại xã Trường Đông đào khoảng 1.000 hố trồng cây mắc ca. Cũng trong tháng thanh niên năm 2024, huyện đoàn tuần giáo đã phát động đợt vận động sâu rộng trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia quyên góp ủng hộ, được 167 triệu đồng, thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Triển khai một cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ thu hút trên 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. 38 liên đội trên địa bàn huyện tổ chức cuộc thi vẽ sắc màu Điện Biên thu hút hơn 400 bài dự thi. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đoàn viên thanh niên huyện Tuần Giáo đã và đang phát huy tinh thần tuổi trẻ sung kích, kế thừa và phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, đang chung tay góp sức xây dựng huyện Tuần Giáo nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. À, bác Bảo đây rồi. Có ăn đấy à? Có chuyện gì thế? Bác cho em hỏi chút. Hôm trước bác vay vốn và mua bảo hiểm bảo an tín dụng của bảo hiểm Agribank. Cái này có bắt buộc không hả bác? À không, đây là sản phẩm tự nguyện. Ôi giời ơi, thế không bắt buộc thì bác mua để làm gì phí cả tiền? À, vậy tôi hỏi cô nhé thế cửa nhà cô có ổ khóa không có chứ ạ à? thế cô lắp ổ khóa để làm gì thì để đề phòng kẻ trộm mà này thế cô có bị mất trộm bao giờ chưa dạ chưa nhưng mà phải đề phòng chứ bác à, thế cầu thang nhà cô có lan can không có ạ à. thế cô lắp lan can để làm gì thì để đề phòng chẳng may trượt chân ấy không bị ngã ấy bác đấy <laughs> cô an ạ à, bảo hiểm bảo an tín dụng cũng giống như ổ khóa cửa và tay vịn cầu thang đều là để phòng ngừa rủi ro cô đúng không em hiểu rồi cảm ơn bác em sẽ tham gia bảo an tín dụng cho yên tâm bác ạ đúng bảo, bảo an tín dụng, dụng. yên tâm, tâm làm lụng <laughs>